thống Nga kêu gọi 150.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, theo sắc lệnh về nhập ngũ thường kỳ mùa xuân vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký. Tất cả nam giới ở Nga từ 18 tuổi được gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một năm. Theo văn kiện đăng tải trên trang web của Điện Kremlin ngày 31 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về nhập ngũ thường kỳ mùa xuân, theo đó kêu gọi 150.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tất cả nam giới ở Nga từ 18 tuổi được gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một năm. Vào tháng 7 năm 2023, Hạ viện Nga đã bỏ phiếu nâng độ tuổi tối đa nam giới nhập ngũ từ 27 lên 30 tuổi. Luật mới có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tháng 9 năm 2023, Tổng thống Putin đã ký lệnh kêu gọi 130.000 người nhập ngũ trong chiến dịch tuyển quân mùa thu. Trước đó, trong chiến dịch tuyển quân mùa xuân, Nga đã lên kế hoạch kêu gọi 147.000 người nhập ngũ.